Tao không nghĩ một đứa hiền lành thánh thiện như mày lại còn thâm hơn cả một đứa được gọi là rắn độc như tao. Nó đáng bị như vậy? Tao nghĩ tụi bay từng là bạn tốt mà. Bạn tốt hả? Không và chưa bao giờ. Ôi, tao thì cũng chẳng quan tâm lắm. Tiền thì tao nhận đủ rồi, công việc thì cũng ok. Mày gọi tao ra đây làm gì? Mày hẹn tao mà. Ủa, mày viết giấy cho tao mà. Tôi hẹn đó. Lượm được cái file ghi âm giá trị ghê. Cái link 4 phút này mà đăng lên mạng chắc hot lắm đây. À, mấy ông hiểu lầm rồi. Hiểu lầm hả? Vậy thì tôi thỉnh bà lên phòng hiệu trưởng giải thích cái sự hiểu lầm này cho thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm. Sao mấy ông biết chuyện này? Bà nhớ cái hôm bà đụng tôi với cầu thang không? Bình thường là bà đâu có chơi với nhóm bà Ngọc. Vậy mà hôm đó bà lại đi chung. Thì thử hỏi ai mà không nghi ngờ, đúng không tụi bay? Thì ra là mấy ông bày trò này hả? Có trách đó thì trách mình gian nhưng mà không có khôn ngoan, chứ đừng có trách người khác. Tôi sẽ lấy lại sự trong sạch cho Loan của tôi. Ê, ê, ê. Sao không? Bà nội cha cái óp tốt quá, tôi mua ở cái khúc... Bớt quảng cáo. À, được rồi, không sao. Cảm ơn tụi mày. Ủa, cảm ơn suông vậy thôi hả? Thì tụi mày ăn gì cứ nói đi, tao chiều. Gà nướng cay giòn nguyên một con 3,5 kg. Tao ăn xôi bà chịu. Trà sữa nhà làm, kế nhà tao. Ba đứa tụi bay ăn chung món được không? Không. Gì? Gì? Vy, tại sao mày đối xử với tao như vậy? Mày thắng rồi đó. Mày vừa lòng chưa? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày là bạn của tao mà. Bạn hả? Bạn mà mày dành người mà tao thương nhất hả? Tao hỏi mày, bạn thân ở chỗ nào? Thật ra tao với Huy, thật ra là tao với Huy... Thôi mày im đi. Mày thừa biết ba mẹ tao nghiêm khắc. Tao có cố gắng như thế nào thì lúc nào tao cũng thua mày. Ở nhà thì ba mẹ tao so sánh với mày, lên trường thì thầy cô tuyên dương mày. Tao có chỗ dựa duy nhất là Huy, mà mày cũng giành như tao là sao? Tao không phải là người thắng cuộc, mày cũng không phải là người thua. Mày im đi. Bây giờ mày vừa lòng mày chưa? Tao bị đình chỉ một tháng. Một tháng sau tao xuống lớp tệ nhất để mà học. Mày đừng có làm cái vẻ mặt ngây thơ đó trước mặt tao nữa. Mày đừng có vậy với tao. Cả cuộc đời tao không bao giờ tha thứ cho mày, và cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân tao. Mày thắng rồi đó Loan. Tao mong không bao giờ tao với mày có thể gặp lại được nữa. Ê, con này nhìn giống mày ghê ha. Ừ, con này giống má mày. Tao đánh mày nữa. Cả lớp, các em ngồi xuống. Như cô đã thông báo thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra cuối kỳ để đánh giá năng lực và điều chỉnh lại cách dạy cho phù hợp. Cô, không ấy mình khỏi kiểm tra đi cô. Vậy em nghỉ học đi. Ờ, kiểm tra đi cô. Ê, thôi nè, mình viết trước kìa, do là chết. Đã làm đi, cô nghe kìa. À, cô có một chuyện muốn thông báo với các em. Vì thầy Luận không có biết trước là thầy bị tai nạn nên thầy không có đưa đề cho cô. Nên hôm nay cô sẽ lấy đề của cô ra cho các em làm. Trời đất. Hả?
À, các em đừng có lo quá, các em cứ yên tâm. Đề của cô cũng dễ lắm, không có khó đâu. Rồi sau khi mà thầy Luận tỉnh lại á, thì các em sẽ kiểm tra một lần nữa. Nhưng mà đề của thầy. Thôi, cô. À, lấy giấy ra chuẩn bị làm bài mấy em ơi. Tiêu luôn. Thi mà cũng có vụ một tặng một hả? Tiêu. Trời, nghe muốn bệnh lắm vậy. Ê, sao mày tỉnh như vậy Quy? Không, giỏi mà. Quên. Chiếu coi nhớ. Sai rồi đó. Em bảo kể ra tao. Trời, khó dữ trời. Đề này cũng dễ mà, tụi bay chưa. Nhớ rồi. Tại ông thầy khốn kiếp đó mình mới vô đây nè. Mình gì chứ chơi. Cắm cái gì sâu dữ vậy trời. Tỉnh rồi hả? Đợi em xíu, em kêu bác sĩ vô khám liền nha. Ê, chị. Dạ. Chị mới kêu em bằng cái gì vậy? Thầy này. Ủa, già lắm mày sao mà kêu bằng chị vậy? Ủa, chị sao tự nhiên kêu em bằng thầy? Không gọi là thầy, không lẽ là gọi là em hả? Ủa, mà em... Cái gì? Vậy là sao chị? Em đi, tại sao em nhìn cơ thể của em đâu? Ủa, mà sao? Trời ơi, quỷ quá. Thầy. Không, bây giờ sao? Bây giờ cơ thể em đâu? Mấy người làm gì tôi rồi, đúng không? Chứ gì vậy? Đây bác sĩ. À, đưa bệnh nhân về phòng á. Đưa cái gì? Bây giờ bệnh nhân về phòng. Cơ thể của tôi đâu? Tôi kìa. Đi về phòng. Lại ơi, Phương ơi. Không. Cái gì thầy đang rất là phiền với cái thân xác của anh, biết không? Nè, nhìn đi. Bây giờ thầy là em,
còn em là thầy nữa. Ui vậy không biết đâu, thầy làm cách nào thầy trả lại thân xét cho em đi. Làm sao em biết làm sao? Tính lại nó vậy rồi nè. Bây giờ cũng phải có cách nào chứ, bây giờ không lẽ bây giờ cứ vậy mà em bước ra đường thầy đang nói đó. Em cũng nói vậy, ủa mình thầy nói hả? Bây giờ em không biết làm sao, không lẽ bây giờ em ở trong thân xét thầy luôn không chứ? Thầy, ở đây nè. Thầy nhớ không, Nhớ. Đúng rồi. Bây giờ hôm bữa là mình đụng đầu đúng không thầy? Đụng đầu với nhau xong rồi mình bị vậy luôn đúng không? Giờ anh thích làm gì? Bây giờ mình đụng đầu lại, Thôi làm lẹ đi thầy, tháo cặp ra. Hôm bữa em quăng cái cặp ở đây nè, em quăng cái cặp ở đây. Đó, em quăng cặp ở đây. Xong rồi hai đứa mình đụng đầu với nhau. Từ từ. Thầy thấy nó hơi phản khoa học á. Hôm bữa nào bệnh viện mấy ngày á, em không sợ hả? Chứ thầy thấy cái việc mà em với thầy quán đổi nó có theo cái trình tự khoa học nào không? Thầy định lấy cái thân xác đẹp trai này của em luôn đúng không? Thầy muốn trở về thân xác của thầy. Làm lẽ đi thầy, làm lẽ đi. Nè. Mà ổn không? Ổn, em thấy ổn lắm á. Hôm bữa là mình đụng đầu nhau nha, vô nha. Gần thôi. Xa ra nó mới đúng. 1 2 3. Tiếp 1 2 3. Tiếp thầy. 1 2 3. Thầy, giờ sao? Một cái cuối hết sức. Em hứa thầy xong á, cái này vô á. Em linh cảm là cái này vô á. Em sao vậy? Vì kinh phong à? Em tủi thân với thầy. Tủi thân gì kỳ vậy? Thầy mới tủi thân thôi nè. Em tủi thân nè. Em trẻ, đẹp kìa. Ghê vô. Ông già, trời. Hô kệt. Giờ làm sao thầy? Thầy đang rất là chóng mặt, nhức đầu. Thầy không muốn nằm bệnh viện thêm một lần nào nữa hết. Thật sự là đang rất sai lầm. Đúng rồi. Em cũng rất là sai lầm khi hôm đó mà. Em lấy lộn á. Sai lầm thầy nói là sai lầm khi mà nghe lời em làm chuyện này nè. Thầy, em cũng chỉ muốn lấy lại thân xác của mình thôi chứ bộ. Bây giờ Thầy là mình làm sai công thức. Em nhớ là hôm đó là trước khi mình đập đầu với nhau là thầy kêu một tiếng là hai đứa mình mới đập đầu. Đúng rồi, làm lại thầy. Quy ơi, gì mình đập đầu thêm một lần nữa nặng á thì hai đứa chết luôn, còn nhẹ là nằm bệnh viện. Mẹ em nghĩ coi, nằm bệnh viện thêm một lần nữa mà ba em đi công tác về không biết thì ra làm sao. Rồi nghỉ học nhiều quá em là bị cấm thi, còn thầy thì bị quất dạy luôn. Chứ giờ sao thầy? Không lẽ bây giờ thầy, mình không làm mạnh nữa thầy, mình làm nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng là làm sao? Thầy theo em. Lộn rồi, chảy máu. Nhớt lắm.